24. Thực đơn lành mạnh. Anh gọi đồ ăn ngoài, họ mang tới rồi. Gọi đồ ăn ngoài. Hôm nay là cuối tuần. Anh và con đầu to muốn cho mẹ tập về nghỉ ngơi, nên hôm nay không nấu cơm. Chúng ta gọi đồ ăn ngoài, được không nào? Anh thấy rất là tốt đó chứ. Mọi người thấy sao? Thế nào, em ăn đùi gà rán nhé. Cảm ơn bố đầu nhỏ. Hiện nay, nhiều phụ huynh thường lầm tưởng rằng trẻ con ăn nhiều mới là khỏe mạnh. Trẻ em hiện nay thường coi thực phẩm chiên rán, bim bim quà vặt là món ăn chính. Con đồ to ăn nhiều vào. Đây đều là những thực phẩm có nhiệt lượng cao, nhiều đường, nhiều chất béo, gây ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của trẻ nhỏ. Huyết áp tăng cao, tăng mỡ máu đã trở thành mối đe dọa về sức khỏe của người trung tuổi. Nhưng vẫn có rất nhiều người chung thủy với thực phẩm dầu mỡ. Đừng ăn nữa. Từ hôm nay trở đi, không ai được ăn thứ thực phẩm rác này nữa. Con đồ to, không biết sáng nay mẹ tập về làm món gì cho chúng ta nhỉ? Chỉ cần có hamburger và coca là con cảm thấy hạnh phúc rồi. Hôm nay, mẹ tập về làm nước sinh tố tươi ngon cho cả nhà. Từ sau, nhà ta nói không với thực phẩm rác. Thực phẩm rác là gì hả mẹ? Chính là khoai tây chiên, gà rán, hamburger, coca mà con thích ăn. Rồi cả thịt mỡ, thịt nướng, rượu bia của bố đầu nhỏ. Những thứ không tốt cho sức khỏe này, từ sau hai người không được ăn nữa. Khổ qua thanh nhiệt hạ hỏa, hành tây thúc đẩy tiêu hóa, cà rốt chứa nhiều vitamin C. Wow, bữa sáng hôm nay phong phú thật. Con không ăn đâu. Anh cũng không muốn ăn. Con đồ to, con nhìn xem mẹ tập về trưa nay là món gì. Không nhìn rõ. Toàn màu xanh. Con điều chỉnh tiêu cự. Nhìn lại đi. Hai người đang nhìn cái gì đấy? Có phải rất nóng lòng muốn ăn thực phẩm lành mạnh mẹ làm không? À thì mẹ tập về nấu gì bố con anh cũng thích hết. Đúng không con đồ to? Vâng, thích ạ. Sao không ăn? Hai người muốn ăn thịt còn gì? Mẹ đã làm hẳn một dĩa dưa leo xào thịt đấy. Toàn dưa leo thôi, làm gì có thịt. Biết ngay con sẽ nói thế mà. Cho nên mẹ đã chuẩn bị sẵn cái này cho con. Mẹ tập về, tay nghề của em thật lợi hại. Thái được thịt nhỏ xíu thế này. Bố đồ nhỏ ơi, chúng ta chơi trò tìm thịt đi. Xem trong món này tìm được tổng cộng bao nhiêu miếng thịt. Một miếng, hai miếng, ba miếng. Có vẻ vui, con đồ to, đưa kính lúp cho bố, để bố chơi cùng. Mẹ tập về nấu nướng vất vả. Con hãy ngoan ngoãn ăn hết đi. Như thế mới không phụ lòng quan tâm của mẹ. Quên nói với hai người, từ sau quà vặt cũng nằm trong phạm vi kiểm soát. Bố đồ nhỏ ơi, còn có một cách. Lát nữa chúng ta sẽ có thể ăn ngon.
thực đơn lành mạnh. Tiếp theo, bố đầu nhỏ, con đầu to, hai người về rồi đấy à? À phải, con đầu to, cuốn truyện cổ tích con đòi mẹ mua, mẹ đã mua về rồi đấy. Thật à? Mẹ tập về ơi, truyện cổ tích của con ở đâu? Ây da, con đầu to, sao bụng con bỗng nhiên phình to thế? Mẹ tập về, anh đi làm về mệt quá, lên phòng nằm một lát. Hai người mau mang những thứ cất giấu ra đây, đừng có giỡn trò. Sao trên người hai người có thể giấu được nhiều đồ ăn đến vậy chứ? Con đồ to, con đồ to, con đồ to. Hai người làm mẹ quá thất vọng, phải phạt hai người. Hôm nay hủy món dưa leo xào thịt, tất cả làm rau luộc. Hai người ở đây tự kiểm điểm đi. Bố đồ nhỏ, bố đừng bỏ cuộc. Ngày mai chúng ta tiếp tục. Con tin ngày mai nhất định sẽ thành công. Bố tiêu hết sạch tiền để mua đống đồ ăn này rồi. Bây giờ không còn một xu dính túi. Suốt ngày ăn rau luộc, con cũng sắp biến thành rau luôn rồi. Hay là chúng ta làm thế này? Làm vậy có ổn không? Không vấn đề gì đâu. Bố đồ nhỏ ơi, con vẫn còn một bất ngờ dành cho bố đây. Bố đồ nhỏ, hôm nay ở nhà trẻ, Tiểu Minh tặng con hai miếng bánh quy, con để dành cho bố một miếng này. Con đồ to nhà ta thật hiểu chuyện, cảm ơn con đồ to. Miếng bánh quy này suýt nữa thì bị mẹ tập về phát hiện ra, con nhanh tay giấu nó vào trong giày luôn. Bố đồ nhỏ, thế nào, con thông minh chứ? Gà rán, con muốn ăn gà rán, con muốn ăn gà rán cơ. Mẹ tập về, anh nghe trong bếp có tiếng động, chắc không phải là có trộm lẻn vào chứ. Chúng ta đi xem sao. Con đồ to, con làm sao thế? Con làm cái gì vậy? Con đồ to, con đồ to, ăn gà rán. Mẹ tập về, anh đoán là con đồ to ăn nhiều thực phẩm lành mạnh, nhạt mồm nhạt miệng, nên thèm ăn gà rán. Không thể nào. Con đồ to, con đồ to, không được đánh thức người mộng du. Thế này, em cứ đi ngủ đi, anh trông con cho. Ngày mai em vẫn nấu nướng bình thường như trước, đừng theo thực đơn lành mạnh gì đấy nữa, được không? Bánh gato à, bánh gato. Nếu bây giờ con đồ to không mộng du nữa, thì tao sẽ thưởng mày cho con đồ to ăn. Thật à, con hết mộng du rồi. Mẹ tập về ơi, thưởng bánh gato cho con đi, con thèm lắm rồi. Bố đồ nhỏ, phiền anh trông chừng chỗ quà vặt này cẩn thận. Nếu ngày mai mà thiếu, thì năm nay con đồ ta đừng hòng mua đồ chơi nữa. Ngày mai, mẹ sẽ làm một bữa tiệc cực kỳ lành mạnh cho hai bố con. Hai người chuẩn bị sẵn sàng để ăn tiệc nhé. Bữa tiệc lành mạnh gì chứ? Có mà là bữa tiệc cực kỳ khó nuốt mới đúng. Bố đồ nhỏ, hãy nếm thử tay nghề mới của em đi. Cũng là làm gương cho con đồ to luôn. Bố đồ nhỏ, mùi vị thế nào? Đây là cà rốt à? Con đồ to, con mau ăn thử đi. Mùi vị của cà rốt giống hệt gà rán luôn. Ngon tuyệt. Lại gạt con. Cà rốt làm sao có thể giống gà rán được? Cà rốt sao lại có mùi vị của gà rán nhỉ? Hai bố con mau nếm thử các món khác nữa đi. Món rau này có mùi vị của thịt kho tàu. Mẹ tập về, em làm cách nào vậy? Vì đây vốn chính là thịt mà. Mẹ tập về, mẹ không làm thực phẩm lành mạnh nữa à? Đương nhiên phải làm chứ. Có điều, mẹ đi nghe tọa đàm sức khỏe, chuyên gia nói thực đơn lành mạnh là phải cân bằng dinh dưỡng. Thế là mẹ cho thêm loại rau thích hợp vào thịt gà và thịt kho tàu, vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe, một công đôi việc. Mẹ tập về ơi, nếu ngày nào mẹ cũng có thể làm ra những món ngon như thế này, thì hai bố con luôn sẵn lòng thưởng thức bữa ăn dinh dưỡng của mẹ hàng ngày. Người bạn ngoài hành tinh.
Thế là người ngoài hành tinh E.T. cuối cùng đã từ biệt Elliot, nhưng cậu tin chắc rằng một ngày nào đó E.T. vẫn sẽ quay trở lại. Người ngoài hành tinh nhất định sẽ quay lại đúng không ạ? Có lẽ vậy. Hay quá, con cũng muốn có một người bạn ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh, người ngoài hành tinh, có nhìn thấy đèn phòng tớ sáng không? Nhớ đến đây chơi với tớ nhé. Vậy thôi, con đầu to. Vậy đi nào. Bố đầu nhỏ, mắt con sao thế? Người ngoài hành tinh khi nào mới đến ạ? Con chờ cả đêm rồi. Chuyện này à? Người ngoài hành tinh rất bận, không chắc ngày nào sẽ tới. Nhưng bạn ấy nói nhất định sẽ quay lại còn gì. Sao nói mà không giữ lời? Có thể hôm qua bạn ấy đến nhà bạn khác, ngày nào đó sẽ đến lượt nhà ta. Thật không bố đầu nhỏ? Con ăn xong rồi, con đi đợi người ngoài hành tinh đây. Con đồ to sao thế? Đều tại anh cả. Không nên kể chuyện E.T. cho thằng bé nghe. Làm sao bây giờ? Hóa ra là thế. Nhưng cứ thế này mãi cũng không ổn. Đợi mãi không thấy thì làm thế nào? Xem ra vẫn phải có người ngoài hành tinh. Mẹ tập về. Hay là em đóng giả người ngoài hành tinh đi. Thực ra rất đơn giản, trang điểm chút là được. Ý hay đấy. Rất nhẹ nhàng. Người ngoài hành tinh đến vứt ống tay áo, mang cây cải trắng đi. Bài thơ kỳ dị quá. Con đồ to, có người đến, con ra mở cửa đi, mau lên. Dân ạ. Xin chào. Người ngoài hành tinh, bố đồ nhỏ mau ra xem này. Xin chào con đồ to đáng yêu ở trái đất. Tớ là người ngoài hành tinh. Chào mừng cậu đến thăm trái đất. Người ngoài hành tinh, cậu tên là gì thế? Tớ tên là Tạp Về. À không, siêu nhân. Siêu nhân Tạp Về là tên của tớ. Cái tên ngầu quá. Mời siêu nhân Tạp Về ngồi. Người trái đất lịch sự quá. Mời cậu uống nước. Đây là gì thế? Đây là giấm. Tớ tưởng cậu sẽ thích uống. Tớ phải về sao quả đây. Trái đất nguy hiểm quá. Đừng đi mà. Được rồi, trẻ con trái đất phải chăm chỉ học hành thì người ngoài hành tinh mới chơi với cậu. Được, chúng ta chơi trò chơi đi. Nếu cậu thắng tớ, tớ sẽ vui vẻ đi học bài. Con quỷ nhỏ, con có thể thắng được người lớn sao? Chơi trò gì thế? Kéo búa bao. Kéo búa bao. Kéo búa bao. Cậu lại thua rồi. Người trái đất xảo quyệt quá. Tớ phải quay về sao quả thôi. Siêu nhân Tạp Về nhỏ nhen thế, chơi thua liền bỏ chạy. Xem ra mẹ Tạp Về không thoát thân được rồi. Mình phải đích thân ra tay thôi. Con đồ to, chúng ta đổi sang chơi trốn tìm đi. Hay quá hay quá. Chơi trốn tìm. Con bịt mắt lại, để siêu nhân Tạp Về đi trốn. Ngột ngạt chết mất. Mẹ Tập Về ở sau cửa. Sao em lại trốn ở sau cửa thế? Người trái đất nguy hiểm quá. Em vẫn nên quay về sau quả thì hơn. Mau giúp em cởi ra. Tớ tìm thấy cậu rồi. Hả? Người ngoài hành tinh sao lại là mẹ Tạp Về? Con đồ to, vẫn đang giận à? Con phải hiểu là bố mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Người ngoài hành tinh chỉ là ở trong truyện. Bố mẹ không muốn con vì chuyện này mà mất ăn mất ngủ. Với lại, mẹ Tạp Về đóng giả người ngoài hành tinh đâu có nghĩa là người ngoài hành tinh không tồn tại. Thật à? Vậy sau này con có thể nhìn thấy người ngoài hành tinh không? Có thể lắm.
bố mẹ không nói chuyện. Con đồ to, cắt dây giày vào. Con đồ to, đừng dứt đồ bừa bãi. Cái này không được, cái kia không được. Mẹ tập về nói nhiều quá. Không được nhảy từ trên cầu thang xuống. Con đồ to, không được ngồi dưới nền nhà. Cẩn thận cảm lạnh. Mẹ có thiên lý nhãn sao? Wow, lan can sạch ghê. Giống cầu trượt quá. Mình trượt cái coi. Con đầu to, con có biết trèo lan can nguy hiểm lắm không? Con trèo lên trên, nhỡ may trượt chân xuống thì sao? Trời ạ, đúng là nguy hiểm trong nguy hiểm. Có biết nghĩa là gì không? Là cực kỳ nguy hiểm. Bố mẹ nói con đều là muốn tốt cho con. Con hiểu không hả con đầu to? Sao lại dễ bày lên tường rồi? Không được vừa làm bài tập vừa xem tivi. Kém chọn là không đúng. Con phải ăn hết chỗ rau này đi. Mau mặc áo bông vào kẻo lạnh. Con không muốn nghe. Con đầu to, chẳng lẽ bố mẹ nói không đúng sao? Bố đồ nhỏ ơi, sao thế con? Chúng ta chơi trò chơi đi. Được thôi, chúng ta chơi trò không nói chuyện nhé. Là thế nào? Anh đoán là con chơi chúng ta cằn nhằn nhiều quá. Được, vậy thì để con cảm nhận cuộc sống không có lời cằn nhằn của bố mẹ sẽ như thế nào. Được thôi, vậy thì trò chơi không nói chuyện bắt đầu từ bây giờ, cho đến khi con không cần bố mẹ nhắc nhở mà vẫn trở thành đứa trẻ ngoan, thì trò chơi kết thúc, được không? Con vốn là một đứa trẻ ngoan mà. Mẹ không nói nữa thật rồi. Tuyệt quá. Mẹ không nói gì mình có thể chơi bùn đất ở trong nhà rồi. Đừng nói. Để thằng bé tự nhận ra tác hại của việc dứt đồ chơi bừa bãi ra sàn. Trượt ba tin trong nhà. Trượt ba tin trong nhà nguy hiểm lắm. Em phải nhắc nhở con. Đừng lên tiếng. Để thằng bé tự hiểu ra. Tự hiểu ra. Mẹ ơi. Tại anh cả đấy. Kiên nhẫn, kiên nhẫn. Trò chơi nhất định phải tiếp tục. Như vậy thì con đầu to mới nhận thức được lỗi sai. Được rồi. Tội nghiệp mình quá. Không sợ, không sợ. Mình ăn kem. Mẹ tập về. Con đã ăn hai hộp kem rồi. Anh đừng nói gì. Như vậy sẽ đau bụng mất. Em biết, nhưng không được nói gì. Ây da, hộp thứ ba rồi. Ngồi xuống. Đã bảo để con tự hiểu ra rồi. Được rồi, không nhìn nữa. Đau bụng quá. Mẹ tập về. Bố đồ nhỏ ơi, con đau bụng quá. Bố mẹ ơi, con không chơi trò không nói chuyện nữa. Bố mẹ mau nói chuyện đi. Bố mẹ hết yêu con rồi. Con không cần bố mẹ đốc thúc. Tự mình cũng có thể là một đứa trẻ ngoan. Mẹ nói vệ sinh sạch sẽ là đứa trẻ ngoan. Bố nói trước khi đi ngủ phải đánh răng, nếu không sẽ bị sâu răng. Mẹ nói, đứa trẻ ngoan phải ngủ sớm dậy sớm. Ngủ ngon nhé con yêu. Con đồ to thân yêu, bố mẹ mãi yêu con. Ba,
Già trẻ hoán đổi. Vẫn là hồi nhỏ tốt hơn. Con thấy trưởng thành tốt hơn chứ. Con mong mình sẽ lớn thật nhanh. Làm người lớn khổ lắm, phải đi làm kiếm tiền. Trẻ con mới khổ. Hay là thế này, bố làm con của con nhé. Nhất trí. Nói là làm. Ô tô đồ chơi của con. Ô tô đồ chơi hôm nay là của bố. Anh lên cơn gì thế? Mau đi nấu cơm đi. Hôm nay anh là con, đầu to là bố, đầu to nấu cơm gì cơ? Đầu to là bố, ở đâu ra vậy? Hỏng rồi, lúc nãy mình đang rửa rau. Mẹ sắp bị hai người làm cho tức chết rồi. Được thôi, hai người đã muốn chơi thì mẹ cũng chơi cùng hai người. Bố thì phải ra dáng bố, con cũng phải ra dáng con. Đi rửa tay đi. Anh rửa rồi. Không sạch, đi rửa lại. Em hôm nay anh là con mà. Rồi rồi, anh rửa sạch rồi. Bác nhỏ thế, không đủ ăn. Hôm nay anh là con, trẻ con dạ dày nhỏ mà. Nhiều thế, không ăn hết nổi. Con là bố mà, không được bỏ thừa. Phải làm gương cho con. Con đầu to, chị cho bố ít cơm với. Được rồi, không ăn hết thì cất vào tủ lạnh mai ăn. Bố đầu nhỏ, bố dám ăn vụng đùi gà. Đừng lớn tiếng, để bố ăn một chút. Không được. Chuyên nghiệp nhỉ? Hôm nay có trận bóng, có thể... Không được, hôm nay phạt anh, không được ra khỏi phòng sách. Cái tivi này bị sao thế? Hôm nay con là bố, tivi để con xem trận bóng. Không, con muốn xem hoạt hình. Dám gạt người ta, còn không mau đi ngủ đi. Nhưng giờ mới 9 giờ hơn mà. Hôm nay anh là con, mau đi ngủ nhanh. Tốt quá, có thể xem hoạt hình rồi. Nhưng sớm thế này anh không ngủ được. Dễ thôi, để con đồ to dỗ anh ngủ. Hôm nay thằng bé là bố hả? Đi mau, mình có thể xem bộ phim yêu thích rồi. Không ngủ được mà. Con kể chuyện cho bố nghe nhé. Kể cái gì? Cầm ngược sách rồi. Ngày xưa có một cô gái tên là công chúa Bạch Tuyết. Trên đường đến nhà bà ngoại, cô gặp phải một con sói xám. Sao nghe có vẻ không đúng nhỉ? Đây là công chúa Bạch Tuyết, cô bé hoàng khăn đỏ hay là lọ lem vậy? Sói xám đưa cho cô một quả táo đỏ. Sói xám nói, công chúa Bạch Tuyết, cô phải ngồi xe bí đỏ, xỏ giày thủy tinh đi tham dự vũ hội của hoàng tử. Sau đó, cô bé hoàng khăn đỏ còn gặp được 7 chú lùn ở vũ hội. Được rồi, càng kể càng lộn xộn, để bố kể còn hơn. Ở một vương quốc xa xôi nọ, có một vị vua và hoàng hậu sinh hạ được một cô con gái, đặt tên là công chúa Bạch Tuyết. Về sau... Sao anh vẫn chưa đi ngủ? Anh không muốn làm con nữa, không muốn làm con nữa. Lần này yên phận rồi chứ. Ăn đi, em biết anh chưa ăn no. Cảm ơn em. Sao con chưa ngủ? Hôm nay con là bố, con phải ngủ cùng mẹ. Xem ra, anh buộc phải tiếp tục làm con nốt đêm nay thôi. Chúc ngủ ngon nhé.
rượu. Lại uống rượu. Đành chịu thôi, xã giao mà. Bố đồ nhỏ, lại uống say rồi. Cháu là ai? Đến con mà bố cũng không nhận ra ư? Con là con đầu to đây. Ồ đúng rồi, hình như mình có một đứa con đầu to. Con nhìn xem, một bàn đầy món ăn ngon, không có rượu sao được. Ở đây vẫn còn một con cá to chưa ăn. Bố đồ nhỏ ơi, bố muốn làm gì vậy? Con cá này chắc chắn ngon lắm đây, bố nếm thử xem. Bố đồ nhỏ, không ăn được. Toàn làm trò cười cho thiên hạ thôi, từ nay không cho phép anh uống rượu nữa. Không cho uống rượu sao được? Bố phải ngủ một giấc đã. Mẹ Tạp Về ơi, bây giờ làm thế nào ạ? Toàn uống nhiều rượu như thế, tức chết đi được. Kể từ ngày mai, chính thức cai rượu cho bố đồ nhỏ. Rượu của mình đâu rồi? Nhất định là mẹ Tạp Về và con đồ to giấu đi rồi. May mà mình đã chuẩn bị trước. Mẹ ơi, chiêu này xem ra không tác dụng. Đưa đây. Mẹ Tạp Về ơi, chúng ta có tiếp tục kế hoạch tiếp theo không? Tất nhiên có chứ, nhất định phải giúp bố đồ nhỏ cai rượu hoàn toàn. Biết ngay anh sẽ đến uống trộm rượu mà. Từ nay rượu đều là nước ớt. Xem anh còn uống hay không. Anh không nhịn nổi. Bố đồ nhỏ ơi, bố tỉnh dậy đi. Mẹ Tạp Về ơi, bố đồ nhỏ lại uống say rồi. Giữa trưa đã say khướt, không dùng tuyệt chiêu không được rồi. Con đồ to, kể từ bây giờ, cứ hễ bố đồ nhỏ muốn uống rượu, chúng ta sẽ bắt bố làm việc. Làm việc gì ạ? Con nghe này, mẹ Tạp Về, không có rượu thì không thành tiệc. Anh muốn uống. Lại muốn uống rượu phải không? Được thôi. Hả? Thật ư? Cơm mà phải ăn cơm xong mới được uống. Được được. Anh ăn xong rồi, có thể uống rượu rồi chứ. Cái này, nói phải giữ lời chứ. Giữ lời, giữ lời. Bố đồ nhỏ, bố trồng cây chuối cho con xem đi. Hả? Trồng cây chuối? Bố từng nói biết trồng cây chuối còn gì. Chờ bố uống rượu xong rồi làm được không? Không, con muốn xem ngay bây giờ cơ. Sói xám liền bị đuổi đi. Được rồi, kể hết chuyện rồi. Bố uống rượu được rồi chứ. Bố đồ nhỏ, anh có thấy dạo này em mập lên không? Anh tập giảm cân với em đi. Anh á. Thôi nghỉ đi, anh mệt quá. Con đồ to, đi ngủ thôi. Bố cũng muốn ngủ rồi. Hôm nay đến đây thôi. Có điều, trước khi ngủ, có thể cho anh uống một chút rượu không? Một chút xíu thôi. Đây. Nói anh nghe, từ hôm nay trở đi, nước ép cam chính là rượu của anh. Mỗi khi anh muốn uống rượu, thì hãy uống nước cam. Nếu không thì sao làm gương cho con được? Được. Thơm quá. Hôm nay chúng ta phải long trọng chúc mừng bố đầu nhỏ cai rượu thành công. Đều là công lao của mẹ Tạp Về và con đầu to. Bây giờ anh không uống một giọt rượu nào nữa. Tốt quá. Sao không có nước cam vậy? Từ giờ trở đi anh không cần uống nước cam nữa. Sao cơ? Không uống nữa. Một ngày không uống anh sẽ khó chịu lắm. Không có nước cam anh không ăn được cơm. May mà anh có chuẩn bị từ trước. Mẹ
mẹ sắp về rồi. Ê da, 10 giờ là mẹ tập về đi công tác về rồi. Hả? Bị quệt vào từ lúc nào đây? Nhất định là con đồ to nghịch ngợm rồi. Con đồ to. Con đồ to. Mẹ nhìn thấy tác phẩm của con chắc chắn sẽ rất vui. Mẹ về rồi đây. Ồ, vui, vui được mấy lạ ấy. Vui được mấy lạ ấy. Mẹ mới đi khỏi nhà có mấy ngày, xem hai bố con làm nhà cửa ra thế này đây. Con chỉ muốn làm mẹ vui thôi mà. Con đồ to, đừng khóc nữa, ngoan nào. Nào, con đồ to, con ngoan ngoãn vẽ lên giấy nhé, đừng vẽ lung tung. Bây giờ bố phải đi dọn nhà đây. Vâng. Còn một tiếng nữa là mẹ tập về rồi. Phải mau chóng dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Bố đồ nhỏ ơi, để con dọn cùng với bố nhé. Bố ơi, con đã giúp bố thu hết quần áo phơi khô rồi. Xem ra đành phải giặt lại thôi. Em mới vắng nhà mấy ngày, anh trông con kiểu gì vậy? Con không tắm đâu, con không tắm đâu. Không được, sắp thành bò sữa đến nơi rồi. Buồn quá. Cuối cùng cũng tắm sạch sẽ rồi. Còn có tôi đi không hả? Cuối cùng cũng xong hết tất cả rồi. Lần này mẹ tập về chắc hẳn vui lắm đây. Mẹ về rồi đây. Mẹ tập về, mẹ về rồi. Đây là món quà con dành tặng mẹ.
Nhà dự báo thời tiết. Hôm nay ban ngày có nắng, trời chuyển nhiều mây, buổi chiều có mưa vừa và nhỏ. Dự báo thời tiết hôm nay có mưa à? Bố ăn xong rồi. Bố đi làm đây, con đồ to. Ở nhà nghe lời mẹ tập về nhé. Vâng. Thời tiết đẹp thế này mà dự báo nói mưa, sao mà mưa được? Nóng quá. Dự báo thời tiết là đồ lừa đảo. Đắp xong pháo đài rồi. Bố về rồi đây. May mà anh mang theo ô. Hôm nay may nhờ nghe dự báo thời tiết, chứ không thì đã bị... Con đồ to, dự báo thời tiết đã nói hôm nay có mưa rồi mà. Hôm qua thời tiết cũng như thế này, buổi chiều liền có mưa. Bố đầu nhỏ, hôm nay có mưa. Không phải chứ. Mưa đấy. Bố sẽ bị ướt đó bố đầu nhỏ. Được rồi, được rồi. Mình dự đoán chuẩn luôn. Sắp mưa rồi. Hả? Không phải chứ. Bố đầu nhỏ, hôm nay thời tiết đẹp như vậy, bố đi ủng cả ngày, còn mang cả ô đi làm. Đồng nghiệp đều trêu cười bố. Dự báo thời tiết của con không đúng chút nào hết. Con đồ to à? Ai bảo, ngày mai con nhất định sẽ dự đoán chính xác. Bố đầu nhỏ, chờ đã. Xem dự báo thời tiết của con đi. Hôm nay sẽ không mưa. Được rồi, tin con thêm một lần nữa. Bố đầu nhỏ, sao lại thế này? Sao mình toàn dự báo sai vậy nhỉ? Chắc chắn có bí quyết gì đó. Có rồi. Lần này nhất định sẽ không lệch đi đâu được. Không mang đâu, không mang đâu. Bố đầu nhỏ, bố hãy tin con. Hôm nay nhất định phải mang ô. Không mang đâu, không mang là không mang. Bố không tin dự báo của con nữa. Bố không nghe con sẽ bị ướt đấy. Bố không tin. Con dự đoán có bao giờ chuẩn đâu. Bố đầu nhỏ, bố đầu nhỏ, bố tin con một lần này nữa thôi. Hôm nay bố tin vào dự báo thời tiết, nhất định sẽ không bị ướt. Con biết chưa hả? Chào nhé con trai. Ai bảo bố không tin vào dự báo của con?